còn sớm để đi ấy, để đi đón con. Em chào cả nhà. Cả nhà ai đang theo dõi em thì cho em xin một chấm nha, để em chào lại cả nhà nhé. Nhà ơi, ai đang theo dõi em thì cho em xin một chấm ạ, để em chào lại cả nhà nhé. Chào anh Phú Lưu ạ, em ở thành phố Điện Biên nhé. Ở nhà có nghe thấy nhạc to quá không ạ? Em ở thành phố Điện Biên anh Đức nhé. Em chào 8 người đang theo dõi em nhé. Cả nhà ơi, ai đang theo dõi anh cho em xin một like nhé. Không biết cái tai nghe ở đâu rồi. Chào cả nhà, em chào 18 người. Cả nhà ơi, ai đang theo dõi em thì cho em xin một chấm đi ạ, để em chào lại cả nhà. Em chào anh Nguyễn Sang nha. Phú Lưu ơi, hiện tại bây giờ thì em chưa có chồng nha. Em ở thành phố Điện Biên ạ. Chả biết cái tai nghe đâu. Tí nữa có người gọi đến là không có nghe được. Dạ, em chào 29 người đang theo dõi nha. Em mời anh ạ. Em chào cả nhà nhé. Chào. Dạ, em ở thành phố Điện Biên ạ. Cái gì thế? Anh thêm Nguyễn Văn Văn Nguyễn thêm kia. Em chào anh Vũ Thưởng ạ. Em chào con trai Bất Hiếu. Dạ em từng có chồng rồi nhá. Bọn em chia tay nhau được 8 năm rồi ạ. Anh ơi, anh ở đâu đấy? Anh Vũ Thưởng đang ở đâu đấy ạ? Anh ở Hà Nội. À dạ, em chào Bảo Thắng nhá. Ở nhà cho em đi cho nhỏ cái tivi xuống một tí. Vũ Thưởng hiện tại đang ở nội. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh U40 rồi. À U40 rồi. Thì anh hơn em chắc là chục tuổi ạ. Em lên em 90 à? Em sinh năm 88 ạ. Ôi thế à, 88 à. Thế em có con chưa? Dạ. Con em. Đấy à, thế cháu đâu rồi? Dạ. Cháu em đi học rồi ạ. À, thế em Live stream sớm nói chuyện với mọi người một chút xíu, xong là con đi học về này, đi ngủ. Tại vì live stream một hôm live stream muộn quá, xong là đi ngủ sáng hôm sau chẳng muốn dậy nữa. thế em ở đâu? Em ở thành phố Điện Biên ạ. À, thế à, Anh ở xa nhỉ? tưởng đang làm công việc gì? Anh nhé. Anh dân giặc lá em ơi. Thế thế đặng nói cái gì em không hiểu ạ. Anh là dân giặc lái. Tại em chào Hoàng Thanh kìa. Anh ra ra anh bảo Trần bảo lượn đi kìa anh ơi. Chào thỏ chuột nê nha. Em chào 37 người đang theo dõi livestream nhé. Nhà ơi, ai mà đang theo dõi em thì cho em xin một chấm nhé. Anh đang làm công việc gì hả anh Vũ Thưởng? Anh lái xe.
À lái xe à? Lái xe thì hơi hơi vất vả nhỉ, đi anh lái xe là lái xe khách hay là xe tải à? Anh lái xe tải. Dạ. Hôm nào anh đánh xe tải nên anh đón em về nhà anh nhé. Dạ. Em chào cả nhà nhé. Cả nhà ơi, ai mà quý em thì kết bạn với em nhá. Lái xe tải là lái xe của công trình đấy hả anh? Không, anh lái xe chở hàng thôi. Dạ. Xe chở hàng thì đi chở đi xa không ạ? Cũng có dịp lên Điện Biên đấy. À, anh đã từng lên Điện Biên rồi à? Không, nên anh chưa lên, nhưng có dịp sẽ À, lên. vâng ạ. Có dịp anh sẽ lên thành phố Điện Biên. Dạ. Em chào cả nhà nhé, chào 40 người đang theo dõi nhé. Em ở thành phố Điện Biên ạ. Thế nên anh lên Điện Biên, thành phố Điện Biên anh đón em về Hà Nội nhé. Dạ, ok. Nhìn em xinh thế ai chẳng muốn đón. Dạ không xinh đâu, đây là lên mạng thì nó lừa tình một tí thôi anh ạ. Không, anh thích con người có lúc nữ tính có lúc mạnh mẽ mà. Em lên hình nó có cái gì nhỉ? Có camera em không dùng cái đấy. Anh Camera 360 độ à? vì 360 độ và nhìn khuôn mặt và da nó như thế nào nó vẫn thế mà em. Có chút son phấn thì tất nhiên nó đẩy lên độ nét hơn Dạ không thôi. có son phấn ạ. Son thôi không có phấn ạ. Thế nên anh bảo là da em đẹp thế thì nó sẽ có sẵn rồi mà đúng không? Dạ em chào cả nhà nhé, chào 51, 53 người đang theo dõi nhé. Thôi xin bố xin mày thưởng ơi, kìa anh Phạm Tú nói vậy. Sao? Dạ Đỗ Văn Thái ơi, livestream này là livestream bình thường nhé, livestream trực tiếp luôn ạ. Em không biết dùng cái gọi là 360 độ hay là cái mà tạo những cái ánh nháy nháy, là em nằm ở đâu nhỉ, mà em cũng đang muốn khi mà mình like thì nó có những cái ánh điện chất chất cháy, mà em không biết dùng chỗ nào nhỉ. Thôi em mà em cứ để thế cho tự nhiên cho đẹp hơn, Dạ cứ để thế tự không, nhưng nhiên mà đi. như thế anh ơi, như thế nó sẽ ảo, mà ảo thì nhìn nó sẽ đẹp, nhìn ra nó mướt hơn đấy ạ. Không, anh muốn nhìn em thế này nó mới xinh. Hôm nay em lần được livestream sớm đấy, chứ bình thường em toàn 9 giờ 9 rưỡi em mới livestream nói chuyện mọi người đấy ạ. 6 à, 612 em không có cái đấy, điện thoại em không có camera 360 độ, không có một cái phần mềm chỉnh sửa gì cả. Nhưng mà chắc là do Samsung nên là quay lên nó cũng đẹp hơn đấy ạ. Dạ mạng chập chờn ạ. Em ơi, sao rồi? Ai em cứ lên livestream là ai cũng muốn đón em về nhà người ta là thế nào? Dạ mặt mộc thì hầu như bây giờ mặt mộc thì để mà mộc hoàn toàn thì không có ai có, gần như là vậy. Tại vì ví dụ như mà mặt em là không có đánh, nhưng mà em đánh son ạ. Tại vì phụ nữ mà đi ra ngoài hoặc là phụ nữ mà không quyết đi son nên thì thấy nó cảm giác nó cứ thế nào ấy ạ, không tự tin ạ. Và em chào Phong Vân nha. Em Đỗ Văn Thái này, ui nam này cho nói. Dạ em cảm ơn Đinh Văn Vũ nhé, em không biết này, tải cái đấy thì em sợ lắm, mà em chào anh ạ. Hello em. Dạ anh đã đi ngủ rồi ạ? À? Ở ngoài này nó mưa to quá và đi ngủ sớm nhau.
Dạ, anh ở đâu mà mưa anh? Mình ở Lào Em chào cả nhà. Cai, Yên Bái. À, Lào Cai cũng gần Điện Biên ạ. Lào Cai thì Anh ở cái vùng sâu vùng xa, nó đi ngủ sớm lắm đâu. dạ chào chị ạ. em chuyển địa điểm xem nào, em chuyển địa điểm xem nó có khác không nhá. Nhà cho em xin một chút xíu. Không phải chuyển đâu em ạ. Dạ. Như này Thế người không ta phải cái chỗ này nó không có cái góc để. bắt để cái gì kê đằng sau. Điện thoại em không có à, hôm nào phải mua cái bộ đồ để live stream nhỉ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay là 31 tuổi ạ. 31 tuổi, thế này sinh năm 88. Dạ vâng ạ. Dạ Đoàn Xuân Thọ ơi, anh hỏi gì em ạ? Anh có thể hỏi lại để cho em trả lời được không ạ? Phong Vân ở Điện Biên ở chỗ nào Điện Biên ạ? Anh ơi, anh đang hiện tại đang làm công tác ở đâu ạ? Anh Văn Thái ơi, hiện tại anh đang làm công việc gì ạ? À, mình đi lên rừng chặt củi thôi. Làm gì Lên ạ? lên rừng chặt củi ấy để chặt gỗ đấy, để cây gỗ Ở con Lào để Cai không có rừng đâu, chỉ có Điện Biên mới có rừng thôi ạ. có em ạ. Anh ở vùng sâu lắm. Em giới thiệu cả nhà nhá, em là Hồng Thoa, sinh năm 1988, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Điện Biên ạ. Công việc hiện tại của em là làm tóc, cộng thêm là bán hàng online, bán thực phẩm chức năng ạ. Và mỹ phẩm ạ. Nhưng bọn anh Anh ở vùng quê thì nó không ở Phú Lâm có Thanh tiền à? xài cái món đấy đâu. Em ở anh Phong Văn Văn Phong ơi, em ở phường Tân Thanh nha. Gần nhau rồi đấy ạ. À. Anh sinh năm bao nhiêu anh? Anh Anh nhá, sinh năm bao nhiêu ạ? À? anh năm nhiều rồi, anh năm nay 40 rồi. 40 là nó hơn em 9 tuổi à? Con dê đồng bằng ấy. Nhưng mà vẫn cứ phải leo núi. Muốn theo nghề của chị thì inbox cho chị nha. Anh có vợ mà sao anh ở trong hộ độc thân ly hôn hả anh? À đâu, đây đây là đứa em gái đi làm cùng, như ở cùng chung một lãnh chỗ. Anh có vợ rồi thì anh nên đi nghỉ sớm đi anh ạ. Tại vì thường là mà lạ thì cái trong nhóm là nhóm độc thân mà, tại sao bảo anh lại vào trong cái nhóm độc thân này nhỉ? Ờ, thì anh vẫn là nhóm độc thân đấy chứ. Anh thích vào để kiếm gái. Thế thôi. Vâng, thế anh đi nghỉ sớm đi nhá. Em chào anh ạ. Chúc anh ngủ Cảm tối vút tốt lành nhá. ơn. Vậy vậy thì mất em đúng. Có vợ rồi mà sao vẫn vào nhóm này được nhỉ cả nhà ơi? Sao quản trị viên lạ thế nhỉ? Toàn là những người có gia đình rồi mà vẫn vẫn vào trong cái nhóm độc thân này nhỉ? Dạ Văn Phong sinh năm 83 à? Em sinh năm 88 nhá. Dạ có nhiều sản phẩm tốt lắm ạ. Ôi em không mời anh lên được nhỉ? Em mời người khác nhé. Cháu chào chú ạ. Chú có nghe thấy cháu nói không ạ? Dạ. Em chào Đỗ Văn Thái ạ. Em cảm ơn Đỗ Văn Thái nha. 88 già thế. Chú ơi, chú ở đâu đấy ạ? Dạ em sinh năm 88 ạ. Chú ơi, chú có nghe thấy cháu nói không?
Hoàn mèo ơi, mèo Hoàn ơi, chị có nghe thấy cháu nói không? Dạ em chào Hà luôn ạ. Mười tám mới được. Chào Quang Hào nhé. Dạ em sinh năm 88, năm em 31 tuổi ạ. Em chào cả nhà nhé, chào 36 người đang theo dõi ạ. Dạ em cảm ơn Nguyễn Chí Tâm nhé. Ơi chị đây. À, Nguyễn Chí Tâm là em mời Nguyễn Chí Tâm lên nào. Kevin Vọng ơi, mình ở thành phố Hồ Chí Minh. mình ở Điện Biên nha. Chào anh ạ. Tâm chị ở đâu vậy? Anh ơi, anh ở đâu đấy? Em ở thành phố Điện Biên ạ. Em ở thành phố Điện Biên ạ. Anh nghe rõ em nói không? Không quá. Dạ. À, Văn Phong ơi, thế em. Dạ, mọi người ơi, kết bạn với em qua cái Facebook này nhá. Số điện thoại em thì ở em dán luôn ở trên ảnh đại diện luôn nhá. Anh ơi, có vẻ anh đang bận rộn nhỉ, em không nghe thấy anh nói gì đâu ạ. Anh ơi, chị Tâm ơi. Dạ, em không nghe thấy anh nói gì thì mời anh lúc khác nhá. Học quá. Mời Đức Đức em Nguyễn, nhưng mà mình ấn vào cái phần theo mời này này. Được. Em không mời được anh lên đâu ạ. Em cũng muốn mời anh lên nhưng không mời lên được ạ. Đúng rồi, mình bán hàng online nha Ken Vĩnh Vọng ơi. Nóng quá. Dạ em chào Trần Quang ạ. Ôi, 4-5 tuổi mà sao nhìn chú ấy lớn tuổi thế nhở, nhìn chú ấy có vẻ già dặn thế nhở. Không mời được. Dạ em cảm ơn Thanh Tạ. Em chào cả nhà nhá. Dạ em không mời nên được ấy ạ. Em hình như cái mạng của mọi người đang yếu hay là mạng của em nhỉ, mà tại đấy đã từ chối ạ. Có nghĩa là không mời được ạ. Cái kiểu này kiểu thích một mình lên sóng hay sao ấy. Không nên nói mất lịch sự nhá cả nhà nhá. Dạ em năm nay là 31 tuổi ạ. Dạ. Thế nào là cafe cao cấp hả? Dạy đời là thế. Mọi người đang comment rất lịch sự. Em đang nói chuyện rất lịch sự với mọi người mà tại sao anh vào anh comment cái câu mất lịch sự như thế nhỉ? Đàn ông mà như thế này thì tốt nhất là chặn luôn. Em chặn luôn anh ý. Khỏi phải nói nhiều. Em chào cả nhà, chào 31 người đang theo dõi. Ai mà đang theo dõi em thì cho em xin một chấm nhá. Minh Thoan với anh này được. Em mời lại nha. Em mời lại Đức.
Dạ em không mời được anh Đức đâu, anh Đức em hủy này. Em mời lại là em mời Long Nguyễn là thì... Dạ em có 16 rồi ạ. Em ở thành phố Điện Biên ạ. Dạ em chào anh ạ. Chào anh chửi trước mẹ em. Chào Phạm Tuấn Việt nhé. Anh ơi anh ở đâu đấy ạ? Anh ở Trung Mỹ, em ở đâu? Em ở thành phố Điện Biên cơ ạ. Ủa sao thế? Anh tưởng em ở Hà Nội, tận Điện Biên cơ. Hà Nội thì đâu có xa, Hà Nội không có xa Điện Biên ạ. Thật ra ở đây mà nói như, nếu mà ở trong cùng thành cùng đất nước ấy, cùng đất nước Điện Biên thì không có gì là xa cả. Ừ. Vì chúng ta lên đây này kết bạn bốn phương mà lên là không có gì là xa. Nếu như mà anh có anh và mọi người ở đây mà ai mà có rảnh thời gian ấy thì em mời mọi người lên tham quan quê em nhé. Quê em thì có nhiều di tích lịch sử lắm ạ. À, rồi anh hiểu rồi. Dạ em con gái nhé. Dạ. Anh hiểu rồi, Điện Biên thì đẹp rồi. Không, Điện Biên quê em không có đẹp, không có sầm uất như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố lớn khác. Mà quê em thì chỉ có những di tích lịch sử Điện Biên Phủ thôi ạ. Rồi, cái đấy là nổi tiếng cả thế giới. Dạ. Và cái đấy nó nổi tiếng cả thế giới mà nè em. Dạ, nổi tiếng thế giới nhưng nó chỉ là di tích lịch sử thôi anh ạ. Nó là di tích lịch sử ạ. Em ở thành phố Điện Biên à? Vâng ạ. Phi Long Dinh ơi, Phi Long Định ơi, em khóc á? Em có khóc đâu? Nhìn không em khóc một tí nào nhá. Em cảm ơn anh và anh quá khen như thế này thì em muốn lên livestream nói chuyện mọi người nhiều hơn ạ. Tinh thật mà. Anh sinh năm bao nhiêu anh Long Nguyễn ơi? Em đoán xem anh sinh năm bao nhiêu. Em để... đoán anh tầm sinh năm 75 ạ. Để mấy? 75 ạ. 75 ạ? À? Già thế. Anh 76 em là anh 75 nhưng bảo anh già nhỉ? 76 thì hơn em. Hơn em một giáp à? Chết rồi. Bực ghê nhỉ. Thì có lẽ là bây giờ em lại không thỉnh. Cả nhà ơi, anh có nghe thấy em nói không? Có. Dạ em cảm ơn Lê Công Luân nhé. Anh sinh năm 76 ạ, anh hơn em một giáp ạ, anh là rồng. Em cũng là rồng ạ. Em 88. Trời ơi, em đang live stream mà cả nhà ơi, nếu như ai quý em ý, thì có thể lưu số em lại và tí nữa gọi điện cho em sau được không ạ? Chứ tại vì bây giờ em đang live stream mà em chỉ có một cái điện thoại thôi. Em nói chuyện mọi người gọi đến như thế thì nó sẽ bị gián đoạn cái cuộc live stream này ạ. Cả nhà ơi, ai mà quý em thì kết bạn Facebook với em nhé. Em gửi số cho anh đi. Dạ, số của em ở trên Facebook hết nhá. Nếu như anh nào mà quý em này, mến em thì kết bạn Facebook với em nhé. Ok. Hình như anh kết bạn với em rồi ra đúng không nhỉ? Dạ, anh ơi, anh tên là gì ạ? À? Tên là Long Nguyễn à? Thế thì em phải vào em tìm lại cơ, tại vì em lượng bạn của em cũng nhiều quá. Anh cứ thử vào xem mình đã kết bạn với nhau chưa nhá. Dạ em ở thành phố Điện Biên ạ. Chào cả nhà. Anh thêm Nguyễn Văn Nguyễn thêm ơi, anh có thể đừng đăng số điện thoại em lên trên này không ạ? Dạ em chào Quỳnh Anh. Chào, nào mời tiếp anh này nào. Dạ em chào 47 người đang theo dõi ạ. Cả nhà ơi, cả nhà cho em xin một chút tin đi ạ. À. Em thích tin lắm ạ.
Cả nhà ơi, cả nhà đang theo dõi em thì cho em xin một chấm đi để em chào cả nhà nhé. Chứ không biết ai để chào cả. Em chào Nguyễn Xuân Thắng ạ. Em chào Ba Nguyễn ạ. Em chào là Tiến Đức ạ. Em chào Hoàng Bách. Em ở trung tâm thành phố Điện Biên ạ. Em chào Nguyễn Thị Kim Yến ạ. Em năm nay 31 tuổi ạ. Nguyễn Khánh Hậu. Dạ em chào Toàn Nguyễn và em chào 45 người đang theo dõi livestream này nhá. Dạ em chào Nguyễn Xuân Thăng ạ. À có anh Công Luân rồi. Con phải bình tĩnh ạ. Dạ em là con rồng ạ. Em chào Nguyễn Thị Kim Liên. Dạ em không bán hàng, em chỉ lên đây nói chuyện mọi người thôi, vì trong nhóm này là không thể bán hàng nhá anh ơi. Trương Minh Luân ơi, trong nhóm này là không bán hàng mà chỉ lên nói chuyện của mọi người thôi nhá. Ừ, em có kiến thức về chăm sóc sức khỏe thì em có, mọi người có thể hỏi em và em sẽ tư vấn cho mọi người nhá, chứ em không có ý định mà bán hàng gì ở đây ạ. Dạ em chào, có thể nói chuyện với được rồi, em thử mời Văn Phong nhá. Em mời Văn Phong xem nào. Em chào Tấn Nhung. Dạ em chào Trần Duy ạ. Em làm quán tóc và bán hàng online nhé. Dạ em không run ạ. Em livestream rất nhiều rồi, em không run đâu nhé Hoàng Bách nhé. Em chào anh. Chào. Anh ở đâu Điện Biên ạ? Anh bây giờ không ở Điện Biên rồi. Thế mà anh bảo là anh ở phường Lâm Thanh. Anh cũng ở Điện Biên nhưng mà giờ anh đang đi làm. Dạ. Dạ chào Thu Trang ạ. Mình là Mậu Thìn. Dạ em cảm ơn Trương Minh Luân ạ. Em chào cả nhà nhá. Chào 50 người đang theo dõi livestream này. Anh Phong Vân ơi. Văn Phong ơi, hiện tại bây giờ anh đang làm việc ở đâu ạ? Anh đang giám sát công trình, nhìn thấy công trình anh đang bảo đây. Làm ở đâu ạ? Anh đang giám sát công trình. Dạ. Đấy, anh đang ở công trình này, nhìn thấy chưa? Anh làm bên xây dựng à? Xây dựng. Em chào Trung. Vũ Trung mảnh bao nha. Em chào Đặng Nghĩa. Anh đang hút thuốc nào à? Anh ơi không nên hút thuốc nào đâu nha, không tốt cho sức khỏe một chút xíu nào đâu nha. Hoàng Bách ở Tuần Báo à? Hoàng Bách có phải bán điện thoại không? Bán và sửa chữa điện thoại không Hoàng Bách? Nhưng em ơi. Dạ. Với công trình chỉ có thuốc nào làm bạn thôi. Thì mình bây giờ có cái mạng Facebook này. Anh có thể lên nói chuyện với mọi người trên Facebook này, livestream nói chuyện với mọi người trên Facebook cũng là bạn đấy anh. Nhưng mà nhiều lúc thì làm công trình ở xa thì bạn nói chuyện Facebook sao không ấy được, sao giải quyết được nỗi buồn được. Dạ em chào Đinh Xuân Hoàn nhé. Dạ em chào anh, em biết. À, anh Trương Minh Luân à? Vâng. Người thật việc thật, em cũng người thật việc thật mà. Em cũng là người thật đây, ra thịt đồng hoàng đây mà anh. À, Hoàng Bách không phải à? Dạ, em chào Thành Nguyễn nhá. Dạ, à, Hoàng Bách chạy xe à? Anh ơi, anh ở đấy, công trình này có đông người không ạ? À? Công trình giờ anh đang ở có một mình thôi. Dạ. Hoàng Bách người Hải Phòng à? Hoàng Bách sinh năm bao nhiêu đây ạ? À? Dạ, có thể là do mạng của anh bị chậm pin nên là em không mời anh lên được nhá. Anh thông cảm cho anh nha. Dạ, em chào Hùng Đàm ạ. À. Anh ơi anh. Ơi. Sao anh không lên bàn lên ghế ngồi ấy? Ngồi như thế nó sẽ rất là bị mỏi chân ạ. Nhưng mà công trình chỉ có thế này thôi. Đấy là anh cho em nhìn thấy là vất vả dân công trình như nào ấy. Dạ
Thật ra thì vất vả nhưng mà lại kiếm ra nhiều tiền ạ. À? Làm gì có tiền này em? Em chào Hải Dương ạ. À. À, 87 Hoàng Bách là hơn em 1 tuổi ạ. À. Hôm nay cả nhà có chuyện gì vui không? Kể cho em nghe nào. Buồn quá. Hôm nay nhân viên về sớm quá nên là có một mình em ở nhà. À, em bán hàng online của công ty Holy City nhé. Dạ em chào Hoàng Anh ạ. Dạ anh ơi, anh hỏi gì em ạ? Em ơi cho anh hỏi tí. Dạ. Em có biết quán cắt tóc Mai Mai Trang ở đấy không? Nhà ai ạ? Quán tóc Mai Mai Trang ấy. Em không ạ. Quán tóc Mai Mai Trang ở phường cũng phường đấy đấy. À phường Nam Thanh. Quán tóc chị Trang Hà Nội á? Mai Mai Trang. Mai Mai Trang á? Mai Mai Trang là tên lạ, tên như thế hả? Đúng rồi, quán cắt tóc Mai Mai Trang. Thế thì em không biết đâu. Em chỉ biết quán Trang Tóc Hà Nội cách ngày ngày xưa thôi. Nhưng mà giờ chị ấy đã mở quán quán hát với là quán cà phê karaoke Galaxy rồi đấy ạ. Và anh Hải Dương ơi, em thì em không thích ăn bánh đậu ạ. Bánh đậu xanh nó rất là ngọt mà em thì không thích ăn đồ ngọt ạ. Quý là Hải Dương đúng không? Đậu xanh à? Dạ. Lần nào em cũng có bạn ở Hải Dương nên là bạn em cũng bảo là mang bánh đậu xanh về, nhưng mà em thấy em bánh đậu xanh là lúc đầu em tưởng là cái bánh đậu xanh mà lúc mà đi ăn hỏi ấy, thì nó có cái màu xanh với cái màu đỏ đấy ạ. Thì em tưởng bánh đấy là bánh đậu xanh thì em đồng ý. Nhưng mà đến lúc gửi lên. Dạ. Thôi. Thì em có biết dạ. Hải Dương có món gì đặc sản không? Bánh đậu xanh và ổi ạ. Bánh gai. Bánh gai Thái Bình chứ ạ? Không, bánh gai đậu bánh gai Hải Dương. Hải Dương có một món nữa cực ngon luôn, em chưa được ăn. Em không biết ăn cái món. Cái đồ nó ngọt em không thích ăn ạ. Không, đồ mặn luôn. Mặn à? Ừ. Em không biết ạ. Món gì Hải anh? Dương là món thịt chuột. À đúng rồi. Đám cưới phải có thịt chuột. Thằng nào bạn em gọi điện thì bảo là đi ăn món thịt chuột. Thì em bảo đừng ăn cái con đó, ăn cái con đó nhiều nhiều hạch, nhiều tật rồi là nhiều bệnh lắm. Bảo là thịt chuột, chuột này là chuột gì nhỉ? Chuột này là chuột chuột gì đó. Vâng. Thì em bảo là con chuột ở nhà em ấy toàn con chuột to thôi anh ạ. Tại vì là nhà em ở ngay cứ buổi chiều ấy thì trước cửa nhà em thì người ta đổ rác ấy. Nó thì nhà em ở mặt đường, nhưng mà ở ngay cạnh đường cạnh thân của nhà em ấy thì là có cái đường lên ngõ, thì nên là mọi người cứ đổ rác ra cái trước cửa nhà em ấy buổi chiều thôi. Thế nên là chuột á, chuột nó về khu nhà em rất nhiều. Còn những hôm mở cửa ra buổi sáng, mở cửa ra con chuột to bằng, nó to lắm anh ạ, mà nó to nó chạy. Thôi được, để hôm nào, để hôm nào anh về anh bắt anh bán hết. Bắt em bảo là bán chuột không, tại vì mua chuột, anh bảo mua chuột đến là 200 hay là 250.000 một cân ý. Em bảo về đây em bắt chuột cho nhà em đầy chuột luôn. Thế anh bảo chuột này em không ăn được. Nhưng mà cái món đấy còn có món thịt chuột, còn món bó giò thịt chuột cơ. Bó giò. Dạ em ơi. Dạ em chào Hiệu Lực Đinh ạ. Dạ Phong Công Tử á, Phong Công Tử em không nhớ ạ. Anh mà lên sóng thì em mới biết mặt ạ. Dạ em chào anh Phạm Hưng nhá. Anh xuống nha, anh xuống cho em. Nếu mà nhớ em. Thôi. Dạ. Dạ. Anh xuống, anh xuống cho bạn em lên nhá. Dạ. Hẹn gặp lại anh nhá. Ok, hẹn gặp lại sau Điện Biên. Dạ. Nào, thế em mời. Như con điên. Thế nào là như con điên hả Duy Hùng? Duy Hùng cho em hỏi là em như thế nào mà anh bảo em như con điên?
anh mà cảm thấy em giống con điên quá thì anh không cần phải vào cái live stream để theo dõi em đâu anh ạ. Em chào anh Phạm Dương ạ. Ôi. Khỏe không em? Dạ, em chào anh ạ. Dạ, không mời được luôn ý. Chưa chưa rồi. Còn lẽ là em phải nghỉ rồi. Em chào cả nhà nhá, tại vì là đến giờ em hẹn khách ạ. Em phải làm cho khách bây giờ. Thì cả nhà thông cảm cho em nhé. Chị chờ em một chút xíu ạ. Hẹn gặp lại cả nhà trong cái livestream của tuần tới ạ. Em chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nha.